mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục kinh tế xã hội trên website mạng tế vn. Thú vị với những loại bánh trung thu ở các nước châu Á. Điều thú vị là cùng có chung ngày Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm nhưng ở mỗi đất. Nước lại có một loại bánh trung thu mang màu sắc và hình dáng khác nhau cùng khám phá sự độc đáo của mỗi loại bánh trung thu ở các nước châu Á cũng là cách hiểu thêm về văn hóa của mỗi nước. Bánh dango của Nhật Bản. Bánh trung thu của người Nhật có tên gọi đầy đủ là Tsukimi dango. Nhìn bề ngoài giống như bánh trôi nước của Việt Nam. Được làm từ bột Shiratama và bột joe uskinko nên bánh dango vừa có độ cứng vừa dai và dẻo dẻo bánh làm xong được xếp hình tháp dâng cúng tổ tiên, thần linh và cầu mong mùa lúa mới được bội thu. Sau đó bánh được đem nướng hơi giòn. Quế đường mật lên ăn kèm cùng bột đậu nành hay đậu đỏ và nhâm nhi với một chén trà. Bánh song pia của Hàn Quốc. Trong khi bánh trung thu của các nước ở châu Á đều có hình tròn thì bánh trung thu Hàn Quốc. Song pia lại có hình trăng khuyết hay hình bán nguyệt. Bánh được làm bằng bột gạo, đậu xanh, đường và một nguyên liệu không thể thiếu là lá thông. Ngoài màu trắng của bột gạo, bánh song pia còn có màu hồng, màu xanh lá và màu vàng được nhuộm màu từ quả dâu, ngải cứu, bí đỏ. Được hấp cùng lá thông nên bánh có hương vị của lá thông tươi, dẻo, ngọt, dịu với nhân đậu xanh mịn. Bánh yêu e binh của Trung Quốc Bánh trung thu của đất nước này có hình dáng giống bánh trung thu của chúng ta bánh yue binh còn gọi là bánh mặt trăng. Thường có bỏ ên hình những chữ hán có ý nghĩa tốt lành cho ngày Tết đoàn viên và có nhiều vị truyền. Thống như đậu xanh, đậu đỏ, trà xanh, khoai môn. Đây cũng là loại bánh thường được làm ở Malaysia và Đài Loan. Tùy theo từng vùng ở Trung Quốc mà bánh có thể thay đổi hình dáng và vị nhân đặc trưng riêng. Bánh Hopia của Philippines Bánh nướng của Philippines không có hình dáng bắt mắt như các loại bánh trung thu khác nhưng lại hấp dẫn ở phần vỏ bánh xếp, lớp giòn giòn và nhân bánh đa dạng như đậu đỏ, đậu xanh, thịt lợn, khoai lang tím, bánh dẻo sầu riêng Singapore. Có thể nói bánh dẻo nhân sầu riêng là loại bánh trung thu đặc trưng của Singapore. Vì người dân nơi đấy đều thích hương vị của sầu riêng. Các loại bánh trung thu ở đây đều được biến tấu từ bánh da tuyết của Trung Quốc. Da tuyết là loại bánh có vỏ giống bánh dẻo của Việt Nam nhưng mỏng hơn, được làm từ bột gạo, bột nếp và bột mì thường được giữ lạnh sau khi làm xong và ăn lạnh. Bánh dẻo Singapore có nhiều màu sắc và thường vỏ có màu giống màu nhân như bánh vàng có nhân sầu, riêng bánh xanh có nhân trà xanh, bánh hồng nhân khoai môn. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe